Hải xin chào ông bà, cô dì, chú bác và tất cả các bạn đã và đang xem video trên kênh của Hải nhá. Hôm nay thì Hải lại đưa ông bà, cô dì, chú bác đi một cái phiên chợ rất là mộc mạc, giản dị, thơ mộng ở trên miền núi. Khu vực kia thì bà con đang trao đổi những con dê, con lợn. Còn tầng trên nữa thì người ta bán trâu. Và tầng trên nữa thì là người ta bán quần áo, ẩm thực, rồi các dụng cụ lao động. Chợ này người ta hay gọi là chợ 3 tầng, có nghĩa là nó từng tầng một các bạn. Tầng này thì bán dê này, bán lợn này, tầng trên thì bán trâu, và tầng trên nữa thì văn hóa ẩm thực. Và ngày hôm nay thì Hải sẽ đưa ông bà cô dì chú bác đi lần lượt từng tầng một nhé các bạn nhé. Xin mời các bạn. Một buổi sáng rất là thơ mộng và trong lành, mát mẻ. Bây giờ thì bước sang mùa hè rồi các bạn ạ, nên buổi sáng đi thì khá là mát mẻ. Ở khu vực kia thì bà con đang bán kìa, tầng kia là trâu kìa, tầng giữa kìa, các bạn nhìn nhá, rất là nhiều trâu. Và tầng này thì bà con đang bán dê, và khu vực ở đằng này thì là bà con đang bán lợn. Mình đứng đây mình cảm nhận được một cái phiên chợ nó khá là mộc mạc này, giản dị này. Và cũng rất là độc đáo, đặc sắc ở trên miền núi vùng cao. Đấy. Bây giờ thì Hải sẽ quay một cái khung cảnh cho các bạn xem để các bạn hiểu rõ được về cái phiên chợ này nhá. Đấy. Bên kia thì đồi núi chập trùng này, và có hơi một tí là có màn sương đấy, mờ mờ ảo ảo các bạn. Còn ở dưới này, ở dưới cái sau cái ngôi nhà chúng ta, trước mặt của chúng ta đó là đập thủy điện Cốc Ly, và tí nữa lên kia thì chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Đấy, bà con đi chợ thì từ đường quốc lộ 70 và đi lối này vào tới đây. Đây là vào tới chợ, và chợ này cách quốc lộ 70 nó khoảng là 13 km. Và đường này thì đi theo đường này và dọc lên tít nối kia nữa thì lên được chợ Bắc Hà nhé các bạn nhé, đi lên Bắc Hà được. Và bây giờ thì mời các bạn đi khám phá trải nghiệm chợ này cùng với Hải nhá. Đấy. Một cái phiên chợ ngay buổi sáng sớm, và chúng ta cảm nhận được một cái nét gì đó rất là độc đáo, đặc sắc, và nó cũng là bình dị đấy. Và hoang sơ ở trên miền núi. Đấy, khu vực này thì bà con bán dê. Đấy, nhiệm vụ của Hải hôm nay thì sẽ dẫn ông bà cô dì chú bác đi từng tầng 1, đấy, theo như lời hứa lúc đầu là đi từng tầng 1 nhá. Đây, tầng 1 này, tầng 2 này, tầng 3 này, đấy. Vì thế là mình hay có câu gọi là chợ 3 tầng. Đấy, lợn dê. Dê ngày hôm nay thì cũng khá là nhiều. Toàn dê đẹp đấy các bạn. Dê trên mình thì gọi là dê núi, dê dê cỏ. Đấy, dê chất lượng các bạn. Đây, đây là còn những con lợn này. Mình những cái đấy, một cái khung cảnh rất là đẹp nhỉ các bạn nhá, thơ mộng ở trên miền núi. Đây này, dê là người ta cũng chuẩn bị, người ta vừa đèo đến này. Hôm nay bác này đèo một con dê thôi, không biết là dê được cái dê cái. Đây, chúng ta sẽ xem một tí các bạn nhá. Có vẻ như là dê cái các bạn. Mình nhìn xa đoán vậy. Để tí nữa xuống xem. Ui. Đấy, cảnh này không dám quay các bạn. Đúng con dê cái luôn. Đấy. Nhìn xa xa người nó dài dài là biết là dê cái được ạ. Đấy. Ôi nó tè này mất mấy lạng rồi. Nó phải mất nhiều nữa. Mất nhiều nữa. Con này bụng hơi to nhỉ. Đấy. Một con dê cái. Không biết là bác bắn vo con này bao nhiêu? Vo bao nhiêu bác? Mấy triệu à? Triệu đến 2 triệu mấy không ạ? Gần 4 triệu. Gần 4 triệu. Con này bụng không biết là đang có bầu chưa? Đó, đang có bầu ấy. Đang có bầu ạ. À, thấy bụng nó to to các bạn. Mình nghi đang chửa ấy. Đấy, bụng nó rất là to. Đây có dê con này. Dê bé nhỉ. Tầm tầm này chắc là được gần gần nửa tháng anh nhỉ. Được không?
con này cơ mà bác. Đấy. Cái này chưa. Được mấy ngày đấy? Chắc được tuần rồi nhỉ? Chắc kiểu được tuần. Đấy. Nhưng mà tầm này là chưa tách được đâu nhỉ? Nó bé quá. Đấy. Con này, nếu mà tách được thì chăm sóc như kiểu chăm sóc em bé luôn trong bú sữa các bạn. Kiểu phải đút ấy chứ. Ở đây này. Ôi, có một con dê sừng đực này, nó cong đẹp trên này các bạn này. Đấy. Con này sừng cong ác nha. Đây. Con này chắc chắn là dê đực rồi. Nhìn phát qua là phát là chúng ta đã biết là dê đực rồi. Dâu dê này các bạn này, để ý cái dâu này biết là dê đực này. Nhưng mà con này là trên tuổi, con này nó cũng kiểu nó cũng già già đấy. Đấy nên giá nó không đủ cao. Đôi khi mà già quá người ta sẽ mang đi bán. Thường thường là những con này là thời trẻ nó hay nằm dê đầu đàn ấy. Nhưng mà bây giờ nó già rồi là người ta mang đi thay dê đầu đàn các bạn. Rồi. Đấy, lồng rất là rậm. Nhưng mà con này cũng to phết nhỉ, nó già rồi nhưng mà nó cũng to. Con này được đến 12 không bác? Chắc không được đâu nhỉ. Có nghĩa là giá hơi cơ. Đây, xem nó béo nha các bạn nhé. Ôi, nó không cho lại gần các bạn. Nhưng mà tầm này chắc là tầm 10, 11 thôi nhỉ. Vì nó cũng... Con này thì nó cũng không gầy các bạn. Nó cũng gọi là hệ bình bình. Đấy. Và tầm này mình đang đoán là nó chỉ rơi vào tầm 100 đến 110 thôi. Coi như giá hơi đấy. Còn người ta bán vo thì mình chưa biết. Bởi vì nó thường thường nó... Dê tơ thì ở tuổi dê tơ là nó mới gọi là đắt nhất. Nó chỉ rơi vào 130 đến 135 thôi. Đấy. Đấy giá dê tơ đẹp mới được giá như thế. Còn những con già thì nó lại không được như thế. Đây. Ngày hôm nay thì buổi sáng sớm ngày hôm nay khá là nhiều dê. Đấy, dê cặp cũng nhiều nhé các bạn nhé. Dê cặp này, dê mẹ này, dê lẻ cũng có rất là nhiều. Và chúng ta sẽ xuống ở dưới kia một tí để xem các bác mua bán dê. Đấy, xem người ta giao dịch dê. Ở đây thì nói chung là mình đi quay suốt rồi mình biết rồi. Ở đây là người ta một là mua vo, hai là mua theo cân các bạn. Ấy. Ấy à. Đấy. Đấy, ví dụ con cái này là con dê tơ này các bạn này. Đấy. Dê tơ nhưng mà con này nó hơi nhỏ này. Ôi. Con này lông mượt nhỉ, đẹp chưa? Dê mẹ này các bạn này. Đấy. Dê tơ. Con này đẹp này. Đấy, lông nó rất là mượt và sạch sẽ. Ở kia bác ấy đang cân con này. Ok, cân của người đẹp à? Cân của người đẹp à? Con này các bạn người đẹp anh yêu hết. Con này đến 17 16 cân không? Con này á, 16 cân cho nó nhớ. 28 29 cân. Bình tĩnh 28 cân dưới. 28. Đừng được 29 với tổng tính 29 chứ. 28 cân dưới. Đúng một gạch nữa. Vạch cũng rồi, cũng tính đều. Hay là tính lên kìa đây. 19 năm. 28 năm. 28,5. 19 cân dưới gần 20 cân dưới. Con dê này mẹ hỏi thế. Con đen kia em sợ cũng tương đương con này. Anh con đen kia là bao nhiêu cân? 19 cân. 19. 19 năm. Con đấy là dê tơ nhỉ. Đấy. Con này là người ra cũng đang cân này các bạn ạ. Cái lồng này là hình như là 9 cân sao các bạn? Hay là 10 cân đấy. Đây là cái lồng cố định nha các bạn nhé. Thì con đấy là khoảng 13 cân. Ừ. Đấy. Dê đực này các bạn này, hôm nay cũng nhiều dê đực này. Đấy, mấy em dê đực này. Chúng ta sẽ đi xuống đây để ôi đây dê cà này các bạn này. Đây, dê cà to. Dê cà người ta hay gọi là dê đực. Đây này, con này to này các bạn ơi. Không biết là con này người ta giao bao nhiêu. Nhưng mà con này giá nó cũng không được cao các bạn. Vì nó cũng trên dê tơ thôi. Đấy, trên dê tơ thì nó rơi vào 11 thôi. Đấy. Ở đây thì thường thường người ta hay bán vo nữa cơ. Đấy. Như con này được 11 không bác? Đây con 11 ạ. À? À, thế mình đoán gần chuẩn hết nhỉ các bạn ấy. Đây.
con dê đực này. Đấy, nó khá là, có khi là người ta báo 11 người ta trả 10 chẳng hạn, nhưng mà con này còn khỏe này, con này còn khỏe và sung sức này. Đấy, mặc dù nó trên tuổi dê tơ rồi nhưng mà nhìn nó khá là chắc chắn. Đấy, giá thì nó rơi vào tầm 11, có nghĩa là 110 một cân hơi đấy các bạn. Còn bắn vo thì mình cũng không biết là các bạn có thể tính áng áng ra, ví dụ con này khoảng bao nhiêu cân thì các bạn nhân với giá hơi khoảng giá 11 đi, thì nhận thì ra cái số áng áng. Nói chung là mình không phải là chuyên buôn dê, chủ yếu là quay chia sẻ cho ông bà cô gì chú bác xem là chính thôi. Đấy, dê ngày hôm nay cực kỳ là nhiều các bạn. Đây này, cái dê con đẹp chưa, dê cặp này các bạn ạ. Đấy, dê cặp thì nó cũng rơi vào tầm 11 đến 12. Đấy, nó tùy vào từng cặp và tùy từng con. Cái cặp đấy là con đực hay là hai con cái hoặc là hai con đực. Đấy, nó dựa vào rất là nhiều yếu tố các bạn. Nhưng mà giá cao nhất của dê tơ thì đẹp nhất, chỉ trong các loại dê thì dê tơ và nó chỉ rơi vào 130 đến 135. Đây, con này chắc là được tháng rưỡi này các bạn. Đấy, dê con đẹp nhỉ. Đây, dê con sáng màu đẹp chưa. Dê đấy. Đấy. Đấy, đây dê cặp, dê cặp đấy. Hơi nhổ luôn cặp, cọc này các bác đóng lông ấy, nó nhổ luôn cả cọc. Dê nó khỏe. Đấy, nhiều nhờ các bạn nhỉ. Cứ phiên chợ rất là nhiều. Phiên chợ này là phiên chợ Cốc Ly, thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, đấy, thành phố Lào Cai. Và chợ này diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn mua dê thì các bạn nhớ đi vào sáng thứ ba thì mới có nhiều dê. Béo mà con đi. Béo mà, con bé béo hết. Con cho ông xem gần đi. Có bao nhiêu chứ? 25. Ôi giời. 12. Dạ, mua 12 không mua được à? Rất là nhiều quá. Đây này, ở dưới kia, ở chỗ này người ta buộc vào đây này các bạn này, nhiều chưa? Thật sự là người ta đi cũng sớm quá, người ta đi từ lúc 5 giờ sáng. Người ta đã có mặt dê ở đây rất là nhiều rồi. Đấy, ông bà cô dì chú bác nào mà có nhu cầu mua dê thì hãy đi thật sớm nhé. Đấy, đi đây sớm để đi sớm mục đích để làm gì? Để chọn cho mình những con dê tơ, dê đực, dê đẹp hoặc là dê cái nó đẹp nhất để về làm trang trại hoặc là làm giống hoặc là để làm thương phẩm. Đấy, ở đây thì người ta đi sớm. Ơ, con này đẹp phết nhỉ, con này người dài này các bạn này. Đấy, con đây con này. Đấy, đẹp phết nhỉ. Dê. Đấy, đây là dê cặp. Không biết là một con nữa đâu hay là nó đẻ một con các bạn. Và con mẹ nhìn nó cũng đẹp này. Đấy, các bạn nhìn xem. Con mẹ cũng lông rất là mượt và cũng khá là béo. Cặp này là giống to các bạn. Đấy, con mẹ khung của nó cũng to. Đẹp nhỉ các bạn nhé. Cứ đi chợ phiên là nhìn thấy nhiều dê này, mình ước gì này có một cái trang trại nào đó để nuôi dê. Rồi mang đi. Nhà mình ngay đây mà các bạn, có thể là nuôi dê mang đến đây bán được. Nhưng nhà không có trang trại. Trâu, ôi hai con trâu ở đây. Có khi là trâu ngã vực không nhỉ? Có chứ nhỉ. Đấy, ở đây là ở trên này là người trâu này các bạn. Và trâu này thì nó ở bãi gọi là, đây là tầng thứ hai nhé các bạn nhé, chúng ta đang đứng ở tầng 1 ngó lên tầng 2. Đang đuổi lên không nên ngã vực vậy. Ngang đây này làm trâu thương phẩm luôn. Ỉa té re, con kia ỉa chảy rồi. Một cái khung cảnh
rất là giản dị, hoang sơ, mộc mạc ở trên vùng cao. Một cái phiên chợ mà rất là độc đáo, đặc sắc. Đấy, trâu trang này chắc là người ta mua rồi đấy. Người ta mua, người ta buộc ở đây này. Nó buộc ở cái cây kia, họ buộc ở cái cây kia. Ui, con dê đực này các bạn này. Đấy. Dê. Đấy. Nhiều nhỉ? Đây là dê con này các bạn này. Đây là dê con. Bốn con dê con các bạn. Hai con kia, hai con đen là cùng đàn, hai con này là cùng đàn. Đấy. Nhìn cái màu của nó là đoán ra các bạn. Nhìn hay nhỉ? Một giống. Đâu? Hai con này riêng, hai con này riêng. Đấy. Nhìn dê đáng yêu nhỉ các bạn nhỉ? Đấy. Dê này chắc là chưa tách được đâu các bạn. Dê này nó rơi vào tầm 2 tháng rồi. Đâu? Chưa được 2 tháng nhỉ? Chắc được tháng hơn tháng này các bạn. Dê phe. Đáng yêu chưa? Đấy. Dê con. Không biết là người ta ghép vào đây không này. Nó cứ theo con này các bạn. Nó ghép vào phải tranh nhau bú các bạn. Và con mẹ phải nhiều sữa. Chính tỏ là phải chăm sóc con mẹ thật tốt thì nó mới nhiều sữa. Con này như kiểu con bò nhỉ các bạn nhỉ. Bởi vì là màu nó trắng trắng rồi này, khoang khoang nhìn rất là hay. Đấy, một cái phiên chợ khá là mộc mạc, giản dị. Và ngày hôm nay thì rất là nhiều dê nhé các bạn nhé. Đấy, phiên chợ nhiều dê. Thôi, bây giờ thì mình sẽ lên trên kia để quay lợn cho các bạn xem. Dê thì mình cũng tham khảo giá sơ qua cho mọi người rồi. Đấy, những con dê đực mà tơ đẹp thì nó rơi vào 135.000 một cân hơi. Còn bắn vo thì các bạn cứ nhìn mà đoán cân mà nhân lên số tiền thôi. Còn dê cặp dê lẻ thì nó chỉ rơi vào 110 hoặc là 12. Đấy, nó tùy vào con đực, tùy vào già hay là nó còn trẻ, hay là nó còn gầy hay là béo nữa cơ. Đấy, khu vực này cực kỳ là nhiều này. Đấy, ở đây là người ta vừa giao dịch dê này. Và ở đây là có một cái cân dịch vụ nhá. Ví dụ cái lồng kia là cứ 10 cân là 10 cân. Đấy, sau đó là người ta sẽ cho dê vào đấy để cân. Và cân này là mất phí nhá. Đấy, gọi là cân dịch vụ thì các bạn biết đấy. Mỗi một lần cân thì các bạn có thể là trả 5.000 hoặc là 10.000 ở đấy. Nếu mà bán được, giao dịch được các bạn. Ôi. Đây. Dê. Đây là dê cặp này. Đúng màu giống nhau này, cùng một cặp luôn này các bạn này. Đấy, đẹp nhỉ. Đấy, cái cặp này là tách được rồi đấy. Dê này là tách thoải mái rồi. Quá đẹp luôn các bạn. Này nuôi về nuôi là bắt đầu nuôi là ok. Đấy. À, mình phát hiện ra kia có con dê nhỏ nhất chợ kìa các bạn kìa. Mình nghĩ là nhỏ nhất chợ đấy. Đây. Con này như kiểu mới sinh được mấy ngày ấy nhỉ. Đây này. Đây này các bạn này. Ôi nó bé lắm này. Đáng yêu chưa? Chắc là nhỏ nhất chợ đây các bạn. Chuẩn 100%. Đây này. Đấy. Đây. Hai con này nhỏ nhất phiên chợ ngày hôm nay. Chắc là sinh được con này nhỏ hơn này các bạn ạ. Con này chắc là con anh hoặc là con chị đây. Đấy. Đáng yêu nhỉ. Bây giờ nó kiểu nó còn nhỏ quá, nó còn ít đi lại. Chắc là nó đẻ được chưa được một tuần các bạn. Theo như mình nghĩ vậy. Đấy. Rất là đáng yêu. Xem đứng lên cao. Đây, nó nhỏ chưa. Đấy. Ôi bây giờ đi còn chưa vững ý các bạn. Đây.
Đấy, một cái phiên chợ rất là độc đáo, đặc sắc. Và thời tiết buổi sáng bây giờ rất là mát mẻ các bạn. Đấy. Đông nhỉ. Đấy, người ta đang nôi dê đi, dê cả, dê đực ấy, đi cân. Thôi, chúng ta sẽ tạm biệt với khu vực chợ dê. Đấy, dê rất là nhiều, mỗi tội là mình chưa có tiền mua. Đấy, một cái khung cảnh buổi sáng, mọi người đi mua dê rồi giao dịch trao đổi. Đấy, mục đích quay video của mình để chia sẻ cho mọi người là để mọi người biết được cái vị trí, cũng thời gian, địa điểm để mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể là lên chợ phiên để mua dê. Đây có một xe dê anh vừa chở đến này. Đấy, trong có 3-4 con dê nè. Người ta chở bằng xe máy. Chúng ta vẫn đang đứng ở tầng thứ nhất nhé các bạn nhé. Và đây là người ta bán cả trâu rồi. Đấy. Một con nghè các bạn, tầm tuổi rưỡi rồi. Ôi, nó rơi vào xe. Đi vào xe. Bây giờ con này mười mấy. Đây, bác này chở dê xuống đây. Đấy. Chúng ta đang đứng ở khu vực chợ lợn nhé. Chúng ta vừa để chia tay dê xong. Bây giờ là chúng ta ở khu vực chợ lợn. Ở đây thì có một em gái bán ba con chó con này. Đấy. Còn kia thì người ta cũng đang xuống dê. Đấy, chỗ này là người ta cũng đang xuống dê này. Đấy, một cái khung cảnh rất là mộc mạc, giản dị và đặc sắc ở trên vùng cao. Ôi, ôi đây con lợn to, con lợn to. Tranh nhau xem, xem đi, xem đi. Rúa đi. Đây, ở đây. Đây, không biết con lợn này to không nhỉ? Chắc phải tầm 3 mấy cân đấy. Đây này, người ta vừa xuống con lợn này các bạn. Chở phát là đến có người xem luôn. Mình không biết là người ta đang bàn cái gì. Chắc là đang hỏi xem là con này nó khoảng bao nhiêu tiền. Để tí nữa anh ấy. Để tí nữa anh cởi xem là con này to không nhé các bạn nhé. Ôi lông nó rậm nhỉ. Đấy cái bộ lông kìa các bạn kìa. Lông của nó đen mà cứng mà rậm. Đấy. Đấy. Chắc con này chắc thịt đấy. À hình như anh buộc dây. À không phải. Buộc dây vào vai nó rồi à? Bỏ ra cho mọi người xem chiêm ngưỡng ấy. Nhìn cho nó cận cảnh. À con này con cái à. Đây. Ôi hai bao cả. Đây. Con cái. Ui giời. Cứ thả, thả. Người ta đang buộc lại cái dây, chỉnh lại cái dây. Đây là một con lợn cái, nó rơi vào tầm khoảng trên 30 cân các bạn. Mình không biết là bao nhiêu cân nhưng mà đoán vậy, đoán khoảng trên 30 cân, tầm 33 cân, 33 đến 35 cân các bạn. Vo họ đòi mấy triệu à? Ba, vo họ đòi mấy triệu à? Không biết. À, chưa biết. Nhưng mà lông rậm nhỉ? Đấy. Đây, con này. Đấy, cái bộ lông của nó này, đấy, rậm đen. À, mấy vo bao nhiêu tiền anh? Vo con này họ đòi bao nhiêu ạ? Họ trả 2,5 triệu. À, 2,5 triệu à? 2,5 triệu là 10 đấy nhỉ? Ừ. Cái nào thả ra, cái nào có chửi không anh? Để trong bao anh. Nếu mà chửi em mua luôn về nuôi đấy. Chả biết đâu. Nhưng mà thấy cái bím của nó sưng rồi.
nó đẹp đẹp, đứng lên đi. một xem dáng đi của nó, xem nó có bị sao không. Đấy. Con này chắc là đang có bầu rồi, bởi vì là cái vú của nó to và đấy. một cái khung cảnh rất là hay ở trên vùng cao các bạn. Đấy. Ít đấy, bụng sệ nhá, đấy, lông đen rậm khỏe. Đấy, con này làm thịt thì chắc chắn là tốt rồi các bạn. Đấy, nó đang đi hũi đi. Nếu ở vườn đá, ở vườn đất là nó hũi rồi đấy các bạn. Con này bao nhiêu tiền các bạn, to này? 3 triệu 9. Ai bỏ thắng mua con này đi. Vâng. Con này chất. Ui giời. Con này chất đấy nha bác nhỉ. Con này quá chất đấy. Đấy. Ôi. Đấy. Đừng vô nhá. Quay cận cảnh cho mọi người xem luôn này. Đấy. Đấy, có ai mà muốn mua thì Zalo nhá. Vâng. Gửi tận nơi, ship tận nhà nhá. Bác có hay bán online không bác? Hả? Bác có hay chuyển dịch vụ không? Có chuyển dịch online. À, bác mà chưa bằng mạng đâu mà là bán không. Bán được nhiều. Ví dụ như là có người mua bác chuyển được về xuôi không ấy? À, chuyển được chứ. À, thế số của bác bao nhiêu cho mọi người xin luôn ạ? Số của bác là 0393549747. À. Ai có nhu cầu mua lợn cắp lách nhá. Vâng. Lợn bản nhá. Đấy. Lợn ngon nhá. Lợn đặc sản của vùng cao Tây Bắc nhá. Bởi vì là nhiều người hỏi cháu mua lợn bán lợn hay không, cháu bảo cháu không biết chuyển. À thế à? À thế này. Thì nếu như mà ai mà muốn chuyển lợn ngon này, lợn bản này, lợn lông lợn này. Đấy. Thì hãy alo cho tôi nhá. 0393549747 nhá. Bằng lại đọc nhanh quá. Ship tận nơi nhá. Rồi đấy, ok, các bạn có thể xem qua. Chủ yếu là khách hàng mua và yêu cầu nếu như mà mua là phải chuyển khoản. Đúng rồi, mua này là phải chuyển khoản trước đúng không? Đấy. Hoặc là chuyển khoản đến khoảng 90% rồi. Rồi, ra mặt hàng, gửi mặt hàng. Vâng. Xem hàng. Đấy, các bác nào mà là có nhu cầu mua lợn về nuôi hoặc là mua về thịt, những con lợn chất lượng thì các bạn có thể liên hệ qua số đấy của bác. Đấy. Cháu quay này cái đợt vừa rồi nhiều người hỏi lắm nhưng mà cháu không nhận. Cháu toàn đi bán thảo dược thôi. Bán đồ ngâm rượu ấy. Còn cái đồ này cháu không chơi được. Vâng. Đấy. Cái này thì nó nữa nhưng mà vận chuyển ở nơi vất vả một tí. Vâng đúng rồi. Nhưng mà lại là nếu ai mua là phải mua lồng này. Đúng rồi. Cho xe chở, gửi xe ship xe chở tận nơi. Vâng. Đấy. Xe ca đâu có. Ví dụ như là bọn cháu đi quay này làm gì có thời gian đi chuyển. Đấy. Nhưng mà giờ nếu mà chuyển một con này mà đánh xe đi thì chỉ sợ là cái người mua không trả thôi. Đúng rồi. Nếu giờ đánh xe con mà chở tận nơi cũng chở được mà. À cũng được. Thế nhưng có một cái là thế này là tiền nó cao. Tiền nó cao đúng không? Chủ yếu là ship gửi là bằng xe ca. Đúng rồi. Vâng. Gửi đến địa điểm nào thì ra mà lấy. Vâng. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì mua lợn về giống về nuôi hoặc là về thịt làm thương phẩm, đám đình, đám cỗ thì có thể là qua cái số điện thoại của bác ấy vừa đọc ấy thì là các bạn có thể là liên hệ với bác ấy. Và mình cứ trừ trong đầu đi cũng được. chuẩn là báo vo là bao nhiêu anh? Chuẩn à? Biết là phải là người mua nó giả, mình bán nó đảm bảo. Không. Mình có quyền báo trước chứ. Mình báo thách thôi. Báo cậu. Thì anh cứ cho cái giá thách thử xem nào. 3 triệu. 3 triệu à? Hơn 3 triệu một tí. Nếu mà cân người ta trả theo cân thì sao? Cân thì không biết cân bao nhiêu. Cân à? 70 à? 70 à? 1 lít à? Bây giờ anh cũng 1 lít mà. Không, cái lợn nó tính, họ tính từ cái độ bao nhiêu, cái độ đoạn trên tạ thì nó chỉ rơi vào 6 mấy thôi. Ở trên tạ thì nó chỉ rơi tầm 6 mấy nhưng mà lợn rơi 50 trở xuống.
Đấy, ý của anh nói là ví dụ như là lợn từ 20 cân trở xuống thì là người ta tính là 120 một cân, hoặc là từ 25 đến khoảng 35 cân thì là người ta lại tính 100. Đấy, hoặc là to nữa người ta tính 70-80. Đấy, nó tùy vào cái giai đoạn. Đấy. Cái tầm này là ok rồi nhỉ. Đấy. Ấy ấy ấy, nhìn nữa. Lợn cái các bạn nhé, bọn em lợn cái. Rất là hay nhỉ, mình nhìn thấy cái khung cảnh này rất là mộc mạc, giản dị. Đấy. Rất là lôi cuốn các bạn. Con này nó chắc là nó đi xe, nó đang mệt, nó đang hay muốn nằm. Đấy. Và nó tìm đất nó húi các bạn. Đấy, một cái khung cảnh rất là tuyệt vời. Thôi bây giờ này, con đấy là chúng ta cũng xem rồi. Bây giờ là mối quan tâm của chúng ta là xem, hỏi xem bạn gái này bán ba con chó thì bao nhiêu tiền. Nhưng mà theo suy đoán của mình, những con chó kia thì nó chỉ rơi vào tầm 150-200. Những con chó nó phổ thông ý các bạn. Đây mình đây. Đấy, chào bạn nhé. Ô bạn có ba con chó đẹp nhỉ. Đây này. Một con này của mình khoảng bao nhiêu tiền bạn? 250. Đẹp nhỉ. Con này được tháng rưỡi tuổi chưa? Đấy. Ô con này con cộc đuôi này các bạn này. Đấy. Thường thường là ở trên mình người ta hay thích xem nuôi con chó cộc. Đây con này gọi là cộc thỏ các bạn. Đây. Đấy. Bạn ấy đang báo là tầm 250 một con. Cái này cùng đàn hết rồi nhá. Cùng đàn nhỉ. Sau này có một con cộc, con dài đuôi đột biến. Đấy, tầm này là tầm chắc là tháng rưỡi. Đấy, theo như kinh nghiệm của mình ngày xưa nhà mình cũng nuôi chó các bạn. Đấy, cũng nuôi chó đẻ. Và đây nhìn đẹp nhỉ. Đấy. Đáng yêu chưa? Chắc nhà mình ở gần đây chứ nhỉ, mới mang ra bán nhỉ. Xin chào nhé. Và này có. Đấy. Ô, hai chị em à? Không phải. Nhìn giống. Đấy. Bạn ấy mang ba con chó con đi bán. Chắc là bố mẹ bảo mang đi bán ấy. Đây. Đấy, tầm 250 một con. Đáng yêu nhỉ. Đấy. Chắc là nhà mấy bạn ở gần đây nên mấy kiểu dắt chó đi này. Đấy, một cái khung cảnh ở trên chợ phiên khá là độc đáo, đặc sắc nhé các bạn nhé. Ở đây thì có dê này, có chó này, có lợn này. Thôi, mình sẽ đi. Đây có con lợn nó cũng bụng ỏng này các bạn này. Đây này. Đây này. Đây cũng có một con nữa này các bạn này. Con này ngắn hơn con kia một tí. Chắc con này cũng gọi là con cái các bạn. Bởi vì là thường thường là những con cái bao giờ bụng của nó cũng ỏng ỏng. À con này con cái này. Đấy. Các bạn nhìn bộ lông của này. Đấy, cái này chắc phải nuôi nó phải gần một năm này các bạn. Cái con mà vừa đây người ta buộc đấy là gần 2 năm rồi đấy. Đấy. Đây, các bạn nhìn bộ lông của nó. Đấy. Lông nó dài rậm. Con này được bao nhiêu cân nhỉ? Mình bác này đây. Đấy. Thôi chúng ta sẽ lên trên này xem có con lợn nào to nữa không. Còn lợn giống như nhỏ thì nhiều nữa các bạn. Đây này.
Đây, những con này là cũng là con cái này, bông ỏng này. Đấy. Ôi, trên này còn nhiều lắm các bạn ơi. Ở trên này thì còn rất là nhiều. Đấy, có cả chó, trên này có cả một người bán chó này. Đấy, lợn con này. Càng nhỏ thì nó càng đắt nhá. Càng nhỏ thì người ta tính với giá là 120 các bạn. Còn lớn lên lớn dần thì rẻ dần. Đấy, bác này. Ô, sao hai con chó này nhìn quen thuộc thế nhỉ? Hình như là phiên trước cũng mang đúng không ạ? Hai con này á? Ừ. Không ạ. Sao nhìn hai con này hay là trên Bắc Hà nhỉ? Không, em ở dưới Phong Liên. À, Phong Liên à. Nhưng mà nhìn hai con này con quen này. Hai mình đi nhìn nhiều chó quá. Đây là dòng chó phổ thông, chó thường nhé. Những cái con này thì nó cũng rơi vào tầm 400 đến 450, 500. Phải không nhỉ? Tầm này chỉ tầm đấy thôi, 400-500. Đây là chó phổ thông quá, nên giá nó rẻ, còn là giá nó bình quân thôi. Đấy, con trắng này đẹp, con trắng dài người, cao, ráo. Con đấy lên 600-700 không? 700. 700, đấy. Một em chó trắng các bạn. Đi chợ quay phim thế thì mua con về. À, mình này không có thời gian nuôi, đi suốt ngày. Mua con về nuôi chơi. Tưởng là nuôi chơi phải nuôi chó cảnh chứ. Hiền nhỉ? Đấy, mấy con này nó rất là hiền các bạn. Đây là hai con chó xù. Xù. Thường thường là trên Bắc Hà ấy, người ta hay có câu là xù đen xù đỏ. Đấy. Những dòng xù đen xù đỏ hoặc là cọc tịt. Đấy, chó cọc. Đấy. Một cái khung cảnh ở trên chợ phiên rất là độc đáo nhá, đặc sắc nhá các bạn nhá. Rất là nhiều các mặt hàng bà con mang ra chợ phiên để bán. Và khu vực lôi cuốn nhất, hấp dẫn nhất vẫn là khu vực chợ dê này, chợ lợn này. Đấy. Trên này lợn này, đấy. Còn chúng ta vẫn đang lang thang ở khu vực tầng 1 các bạn. Bởi vì là mình chưa muốn lên trên kia vội. Tầng 1 thì nó hấp dẫn nên là mình chưa muốn lên trên kia. Mình ở đây một tí nữa các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi tìm một số con lợn để quay chia sẻ cho các bạn. À, đây có con chó đỏ này. Một con cái con đực. À, phải chó đỏ không? Ờ, ở đây duy nhất có một con chó đắt. Con này bao nhiêu tiền bạn? Ờ, hơn triệu đấy, chó này thì nó đắt này. Đấy. Cái này như kiểu chó mông ấy nhỉ? Đấy, chó mông này. Bạn ấy báo là hơn triệu một con. Chắc là bạn ấy vừa đến. Đấy. Bạn ấy đang dắt xuống kia để... Đấy, nó rất là ngoan, đi theo chủ luôn. Con này là quay tốt rồi nhỉ. Nói chung là những loại càng nhỏ như thế này thì giá nó càng cao. Và người ta đang tính với giá là khoảng 120 các bạn. Chị có 5 con, 1, 2, 3, 4, 5. 4 con trong bao, 1 con bỏ ra ngoài cho khách xem. Đấy, con này là người mua đang trả với giá là 1 triệu. Còn người bán đang trả đang báo khoảng 1 triệu 2 các bạn. Đấy. Chị mua là lý hay là mua nuôi? Con này anh trả bao nhiêu ấy? Mua thì mua con này, con là 1 triệu. Chợ phiên thì nhiều, rất là nhiều lợn. Tha hồ chọn các bạn. Và ở kia là tầng khu vực chợ Châu nhé. Đấy, chúng ta sẽ lên chợ Châu. Đấy, người ta khênh hẳn một cái lồng lợn các bạn. Rất là to. Chúng ta vừa đứng ở khu vực chợ lợn, chợ dê và chợ chó. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn lên tầng thứ hai. Tầng vừa nãy gọi là tầng thứ nhất.
và đây mới gọi là tầng thứ hai. Tầng thứ hai này thì mình hay gọi là khu vực tiền tỷ, bởi vì là mỗi con trâu như thế này thì nó rơi vào tầm có con trâu con to con nhỏ, nhưng mà bình quân cứ từ 30-40 triệu một con. Đấy, và một cái bãi này rất là nhiều con, cả bò cả ngựa. Đấy, mình hay gọi tầng thứ hai là tầng tầng tiền tỷ các bạn, cực kỳ là nhiều. Nhưng mà ngày hôm qua, hôm nay là sáng thứ ba nhé các bạn nhé, chiều ngày hôm qua ấy, thì rất là nhiều trâu bò đã được tập kết ở đây. Và dạo này gần đây thì người ta họp sớm ạ, bởi vì là bây giờ bước sang mùa hè nó nắng ấy, người ta họp sớm và người ta về sớm. Đấy, ngày hôm nay thì sang buổi sáng ngày hôm nay thì còn sót lại vài con trâu đang ế. Nếu mà không bán được thì tí nữa người ta cũng cho xe trở về và đợi phiên sau bán tiếp. Đây là trâu cặp này các bạn này. Đấy, trâu mẹ. Đấy, ví dụ như con này này, trâu bây giờ nó rẻ đó các bạn. Mức bình quân nó chỉ rơi vào 65 đến gần 70 thôi. Đấy là giá bình quân đến hiện tại bây giờ. Trâu cặp. Đấy, bên này này, đấy, trâu còn như con trâu còn ế này. Nói chung là một cái khung cảnh khá là mộc mạc, giản dị và hoang sơ và hấp dẫn ở trên vùng cao. Đấy, một cái khung cảnh mà những cái con vật nuôi, con trâu này, rồi con lợn, con dê, con chó, nó gần gũi với cuộc sống của bà con hàng ngày. Đấy, nhìn con trâu nó ăn cỏ này các bạn này. Con này con nghé rồi, rơi vào tầm 2 tuổi. Thường thường là những con trâu nào 3 tuổi trở lên thì thành trâu, còn 3 tuổi trở xuống thì gọi là nghé. Đang ăn cỏ rất là ngon các bạn. Ô đây cỏ gì hoa đẹp trên này các bạn này. Đây này. Đấy. Ơi mình mượn một tí. Đấy. Cái hoa này, cái bông đẹp nhỉ. Đây. Đấy. Khá là đẹp. Nhưng mà cái này lúc nó lở hoa ra xong gió nó thổi nó bay những cái hoa này. Đấy, trâu đang ăn. Nói chung là bây giờ thì số lượng thì hầu như là hết rồi. Người ta bán từ hôm qua các bạn. Đến hôm nay còn ít thôi. Đây. Những con trâu gầy. Các bạn biết là sao trâu nó gầy này không? Bởi vì là trên này cái đợt mùa đông vừa rồi ấy, thì trâu nó không có cỏ nhiều nên và bà con chăm sóc nó cũng chưa được tốt nên trâu thường thường mùa đông nó gầy, nó phải qua 1-2 tháng nữa thì cỏ nó nhiều thì trâu nó mới béo được. Nhưng mà tuy nó gầy nhưng mà trâu chất lượng ạ. Ở trên này thì trâu người ta nó không kiểu ăn, không phải là ăn công nghiệp ấy, mà bà con kiếm được gì thì cho nó ăn đấy. Ví dụ hôm có cỏ thì cho nó ăn cỏ, hôm mà không đi chăn trâu được thì có thể cho nó ăn rơm. Đấy, chứ không phải là ăn như kiểu tăng trọng, nên trâu ở đây thì rất là chất lượng các bạn. Và ở đây hình như là có cả bò này các bạn này. Đây. Đây. Bò. Ui con bê này bé quá nhỉ các bạn nhỉ. Con bê này như kiểu mới sinh ra ấy. Thật ra là con này nó sinh ra khoảng 1 tuần rồi. Mà nó hơi gầy, nhìn nó bé như kiểu cảm giác là nó mới sinh. Những trâu bò này nó đẻ ra phát là nó một lúc nữa sau là nó đi lại được. Nó biết đi luôn các bạn. Nhìn một cái khung cảnh ở trên chợ phiên rất là mộc mạc, gần gũi, quen thuộc. Bê. Nhìn con mẹ nó ăn ngon chưa? Nó ăn để lấy sữa cho con nó bú ấy các bạn. Đấy, nhìn nó nhai xôn xôn đấy. Cái con nó đang tập ăn nhỉ. Đấy. Nó ăn chắc chắn là chưa được nhiều đâu. Bởi vì nó thời điểm này thì thức ăn tốt nhất của nó là sữa mẹ.
nhìn thích nha các bạn nhé. Bò trâu, trâu đàn trâu thương phẩm này. Đấy, chúng ta nhìn qua thì thấy là những con trâu nó nhỏ. Ở đây có con bò to này. Bè. Đây con này to. Ơi con này bò lai rồi. Đấy, bò lai các bạn. Tại sao là chúng ta lại biết bò lai? Ô cái khung của nó vuông nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Băng cái này phát xuống phát vuông lên đét. Cái rốn của nó sệ. Đấy, cái yếm của nó bùng nhùng, cái tai của nó to các bạn. Đấy, thường thường là người ta nhận biết là bò lai nó nhìn qua cơ bản là người ta phân biệt là như vậy. Đây. Ui đầu tai to. Nó đang nhìn mình đấy, nó đang nhìn các bạn đấy. Nó bảo các bạn hãy cho Hải xin một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ. Kêu đâu. Bò. Mình ra chợ như kiểu dọa bò. Đấy. Thôi tóm lại là mình qua đây để chia sẻ cho các bạn một cái khung cảnh ở trên vùng cao chợ phiên diễn ra như thế nào và có những diễn biến gì mình chia sẻ lại và có những hoạt động gì mình biết được mình cũng chia sẻ lại. Đấy. Ngày hôm qua thì cực kỳ là đông nhưng mà đến mấy hôm nay thì người ta về hết rồi. Đây, mình sẽ lên cao một tí để quay toàn bộ cái khung cảnh để cho mọi người nắm rõ được. Hình như bãi cuối kia người ta cũng bắt đầu đổ đất ấy. Đấy, đổ đất để cho nó bãi nó rộng thêm một tí. Còn những cái cọc sắt còn trơ này để người ta buộc trâu. Một cái khung cảnh buổi sáng khá là mộc mạc giản dị. Và đây là tầng thứ 2 nhé, mình cũng chia sẻ cho mọi người rồi. Tầng 1 rồi, tầng 2 rồi. Và chúng ta đang bước vào tầng thứ 3. Tầng này cũng khá là đặc biệt các bạn. Để có một cái phiên chợ đặc sắc như thế này thì không thể nhắc đến là khu vực ẩm thực, rồi khu vực bán quần áo, đồ thổ cẩm, rất là nhiều rau củ quả, thảo dược bà con mang đi chợ phiên để bán. Đây, bây giờ thì chúng ta đang đi vào trong chợ đây. Đấy, ngoài đây thì người ta bán dưa hấu. Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong một tí nhá, xem có gì đặc sắc không. Tận ở khu vực này bán hoa quả là nhiều các bạn. Hoa quả này, cây giống này. Đấy, cam quýt này. Bên này bán cái gì mình không biết này các bạn này. Ở bên này bán toàn hình chữ V. Mình không biết. Còn ở khu vực này người ta bán dao. Đấy. Dao mèo các bạn. Ở trên kênh của Hải cũng đang bán dao mèo rất là nhiều. Rất là mong ông bà cô dì chú bác mua để ủng hộ, để lấy tiền kinh phí để đi chợ phiên quay chia sẻ cho mọi người. Đây dao mèo. Dao mèo đây này. Đấy. Người ta làm khuy từ đồng này. Đây. Một vòng 2 3 4 5 6. Đấy. Dao mèo. Đấy các bác các bác mua dao mèo nào thì cứ inbox nhé. Thôi chúng ta đi vào trong chợ các bạn, tìm một cái món gì đó để ăn. Được cái thời tiết ngày hôm nay thì nó mát mẻ các bạn. Nó... nhưng mà tí nó nắng, bây giờ là mình thấy mặt trời rồi. Tí nó... nhưng mà tranh thủ lúc mát các bạn. Chúng ta đi nhanh. Đấy, bên này hoa quả bán là nhiều. Ôi quả, mùa này có quả mận hay quả mơ này. Mận này để ăn hay để muối thế?
ăn chi nhỉ? Ê, mận này các bạn này. Cái mận này không phải mận Bắc Hà hay mận gì mình cũng chưa biết này. Nhưng mà nó cũng già rồi, chắc là ăn được này. Cứ nhắc đến mận mới mơ là chảy nước miếng chân răng rồi. Bởi vì là cái phản xạ tự nhiên đấy các bạn. Kiểu mình không ăn được chua. Đây, bên này chúng ta sẽ đi vào trong này một tí các bạn. Chợ thì mùa này thì người ta đi chợ đa số là người ta về luôn thôi. Bởi vì là thanh niên bây giờ là người ta cũng đi làm xa. Còn những người ở nhà thì người ta đi mua đồ, người ta về luôn. Đây này, khu vực quần áo, khu vực đồ thổ cẩm các bạn. Điệu. Ở bên hai bên này thì người ta bán những cái hoa quả rồi những cái bình thuốc, những cái lọ thuốc trừ sâu rồi hạt giống này, những bình thuốc trừ sâu của Trung Quốc ấy. Cá. Ở bên này là người ta bán gà, dưới kia là khu vực gà các bạn. Thôi chúng ta đi vào trong chợ các bạn. Bây giờ thì hôm nay thì Hải sẽ dẫn ông bà đi đi vào trong chợ nhưng mà không ăn phở nha các bạn nha. Hôm nay mình tự nhiên là mình nhớ đến cái món gì nhỉ? Món bánh cuốn các bạn. Lâu lắm rồi chưa ăn bánh cuốn. Bánh bao nóng đây. Bánh rán này. Bánh bao nóng nào. Xoài. Đấy, ở đây là người ta bán hoa quả này. Phục vụ bà con tận nơi. Ôi, anh nhiều xoài nhỉ, đây này, chín hết rồi các bạn. Đây, chúng ta sẽ vào chỗ này một tí. Đấy, ở đây thì rất là nhiều người đang mua hàng. Còn ở khu vực kia thì người ta bán thảo dược. Đấy, ví dụ như là bác này bác mua được cái gì đây? Bác ấy mua cây sâm đương quy. Đấy, mua về ăn các bạn. Đấy, sâm đương quy nó rơi vào tầm khoảng 1 năm. Còn kia là tam thất ấy. Đấy, tam thất rất là nhiều. Dễ tam thất. Đây, bên này người ta đang bán nhiều này các bạn này. Ồ, bác không biết cái củ này à? À đây. Đấy, dễ tam thất kìa. Đấy, tam thất tươi. Kia là sâm đương quy của gấu tàu ạ. Nói chung là chợ này so với nói về thảo dược thì nó có ít lắm. Thường thường là mình hay lấy thảo dược cho khách ấy, để chuyển về cho khách ấy, thì Hải hay lấy ở chợ Bắc Hà. Chợ Bắc Hà thì rất là nhiều và nhiều đồ để chọn hơn. Còn ở chợ này thì có, đấy chị, theo mình đi quay suốt ngày ấy, thì chỉ có hai cái quán đấy là người ta bán thảo dược thôi. Mà số lượng nó cũng ít các bạn. Và ngoài ra thì cũng không có một cái thảo, ví dụ đồ ngâm rượu, ví dụ như là sâm cau này, rồi sâm đá, rồi ba kích thì chợ này hầu như là không có nhé các bạn nhé. Đấy.
chị tay kín vào, chị đẩy nó sẽ thấy căng căng đấy. Chị đang đang làm động tác để lấy gì nhỉ? Có nghĩa là xem bơm nó có khỏe không ấy đúng không? Xem áp lực của nó có mạnh hay không? Bây giờ là toàn bình điện nhé các bạn nhé. Bình điện này, đấy, rất là tiện lợi. Bà con chỉ việc ấn vòi phát là nó phụt. Ngày xưa là cứ phải bơm bằng tay ấy, mệt lắm. Đấy em lắp cho. Loại vàng á? Không cũ đâu, em đi nó bụi thế đâu. Bình mới chứ mà. Cái này bé hơn ạ? Bé hơn tí. Một cái 16, cái 18 nữa. 16, 17. Hơn nhau 2 lít. Khu vực người ta bán bình thuốc sâu các bạn. Bán bình thuốc sâu để về phun cây, phun cỏ. Ôi, chờ ngày hôm nay đông chưa? Đấy, khu vực ẩm thực nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta đang đứng ở khu vực ẩm thực. Rộng không nhờ các bạn nhỉ? Đây, từ đầu này này các bạn này. Từ đầu này đến tất chuyển về đầu kia. Ở đây thì khách du lịch. Chợ này thu hút được khá là nhiều khách du lịch nhé các bạn nhé. Chợ này cách chỉ đường cái khoảng 13 cây các bạn. Rồi thắng cố. Một cái chảo thắng cố nhưng mà không nhiều. Bởi vì chợ này người ta làm vừa đủ thôi chứ không làm quá nhiều để thừa ra. Bởi vì là người ta biết lượng khách ở đây, lượng khách ấy. Ở đây như thế nào và người ta bán thường xuyên rồi, người ta sẽ căn chỉnh cái lượng khách và sao cho nó vừa đủ các bạn. Đây, một số quán này. Đấy. Ở bên kia thì quán thịt. Ngày thường mình hay quay cho các bạn ở khu vực đằng kia, đó là những cái thịt dê. Đấy. Ở đây thì có một quán duy nhất nổi tiếng về món thịt dê. Đó thì chị làm về thịt dê thôi. Còn các quán khác thì đa số là phở các bạn. Ui gà. Đây. Đây các bạn này. Đấy. Đấy dê. À hôm nay đột xuất lại có gà các bạn. Hôm nay chị có thêm món à? Vâng. Mọi hôm là không có gà, hôm nay có gà, có cả trễ, phèo, dạ dày và chân giò này các bạn. Đấy. Đấy. Ăn trễ mấy lạng à? Hả? Trễ rồi. Hình như là chị có cả tiết canh dê này các bạn này. Đây này, tiết canh dê này. Đấy. Đây này các bạn nhìn chưa? Tiết canh dê này. Đấy. Mình đến đây này hay thưởng thức món này nhất này các bạn này. Đấy, tiết canh dê. Hôm nay chưa đỏ, dưới đỏ hơn này đúng không? Nó đánh kiểu nóng. Nóng. Nóng rồi. À đúng rồi. Nhưng mà dưới là đỏ này, cái bát dưới là đỏ. Anh bê xem này. Đấy. Rồi đỏ chót chứ. Đấy. Như này là được. Ở dưới nó nguội, ở trên là nó bị nóng rồi. Ăn cái này mát mà đúng không? Rồi. Ở đây là hình như là cứ 20.000 một bát các bạn. Đấy. Mình ăn ở đây suốt rồi mình biết này. 20.000 một bát. Đây. Đây. Củi chất lượng nha. Cái này mà nướng cái gì thì thôi rồi. Rất là nóng, than rất là đượm các bạn. Đây. Xem lẩu nước lèo của chị này. Ôi. Lẩu nước lèo. Cái mùi này là mùi dê các bạn. Xem lồi này lồi gì. Chắc là lồi có hai lồi. Lồi này lồi luộc thịt lợn này. Lồi này là lồi nước lèo dê này. Bật cái lắp này là mình ngửi thấy cái mùi của thịt dê luôn các bạn.
bên này thì cũng rất là nhiều các bạn. Phở bún đây của bác đây, thịt nhiều đây. Xem nào, bao hôm nay có gì nào. À, có chê này các bạn này. À, chê. Rồi cái này thái cho vào phở. À, đây chuẩn bị sẵn, ai ăn thì cho luôn vào cho nó nhanh các bạn. Ngoài phở ra thì ở đây bên này thì có cả bánh cuốn nhé các bạn nhé. Đây. À, đây bánh cuốn mà lúc mình nhắc các bạn đây. Đây bánh cuốn đây. Bánh cuốn không hành. Nhưng mà bánh cuốn phải có hành chứ anh. Nhưng mà trẻ con này nhiều đứa nó không thích ăn đâu. Đây. Nhất là cái hành lá xanh ấy chị. Nó không... cái hành này nó còn thơm này. Ở đây không biết có tối không nhỉ? À. Đây. Ở đây có nhân hành này, mộc nhĩ này. Đây. Đấy. Nhìn hấp dẫn không cả nhà ơi? Quá hấp dẫn kìa. Lâu lắm rồi mình cũng chưa ăn bánh cuốn. Cho em mà một túi 20.000, một 10.000 em ăn ở đây luôn. Em mang về một túi, lâu lắm em cũng chưa ăn. Này người yêu ơi, tí nó quên mất. À, hôm nay mình sẽ ngồi đây một tí các bạn để thưởng thức bánh cuốn này. Đấy, xem bánh cuốn ở đây. Bánh cuốn nổi tiếng ở chợ Cốc Ly. Đấy, các bác chắc mình phải cởi cái áo ra. Rồi cái này đây. Lâu lắm rồi chưa ăn bánh cuốn. Nhiều khi lại nhớ nhớ. Đây này các bạn này. Đấy, 10.000 một đĩa. À, có rau thơm này, rồi trong này thì có nhân hành này, hành phi này. Đấy, mình sẽ làm 30.000, 20.000 mình mang về. Còn 10.000 mình ăn để trải nghiệm. Đấy, nhìn hấp dẫn chưa cả nhà ơi. Chiều hôm qua em đi rồi. Ồ. Đây nha các bạn nha, 10k. Có một đĩa 10k. Một đĩa nước mắm. Đấy. Và một cái này gọi là giỏ hay là cái gì thôi, nói chung là cứ gọi là một đĩa rau thơm. Đấy. Thôi để đây, để đây. Thôi, hãy mời ông bà cô dì chú bác và tất cả các bạn thưởng thức món bánh cuốn nổi tiếng ở chợ Cung Ni nhá. Đấy, chị bán rất là nhiều. Nếu các bạn nhớ ghé qua quán của chị ủng hộ. Wow. Cái này là phải dùng hai bát ạ, một bát nước chấm riêng và một bát để đựng. Chết rồi. Mình lỡ cho quá nhiều ớt các bạn. À. Nó sặc lên mũi được các bạn. Ở đây chị cho rất là nhiều nhân này. Chấm 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 chấm. Ui. Phải cho rau thơm rồi các bạn. Lâu không ăn bánh cuốn ngon thật đấy các bạn. Mình nhịn khoảng mấy tháng rồi.
con này được ăn này, và cả mua về nữa các bạn. Ngày trước ăn suốt ấy, nhưng mà bây giờ thì nó lâu không ăn, cảm giác ngon. Nếu mà các bạn ăn được nóng ấy thì ngon nữa các bạn. Nhưng mà người ở đây là người ta phục vụ nhiều người ấy, nên là không có nóng mấy. Ngon đây các bạn. Cái ngon đặc điểm ở đây là chị phi hành rất là ngon này, giòn thơm, mồng nhĩ cũng ngon các bạn. Nó kiểu là ăn nó cứ sật 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 ấy ngon. Đây. Lâu lâu thưởng thức món bánh cuốn. Hãy mời ông bà có gì cho bác nha. Đây. Đấy, đi chợ phiên nó chỉ như thế này đấy các bạn. Đi chợ phiên xem bà con mua bán này, rồi trao đổi giao dịch này, hoặc là xem có các thảo dược gì, sau đó là đi ăn quay chia sẻ cho mọi người. Đây. Ồ. Nếu mà để ăn đấy no chắc là phải 3 đĩa này các bạn. Còn ăn thưởng thức thì 1 đĩa thôi. Đấy, nhiều nhân chưa cả nhà ơi này. Đấy, chị cho rất là nhiều nhân này. Đây. Mình gắp một miếng to quá các bạn. Cái này to quá đây. Đây. Đây, cái này phải chấm cái này, này các bạn này. Đấy. Đấy, Hải mời các bạn nha. Ôi. Đấy, ăn cái này phải kèm rau thơm mới ngon các bạn. Đây. Làm hẳn một miếng to này chấm cho nó đã. Ôi. Miếng to quá cả nhà. Nói chung là hành chị phi giòn, ăn nó giòn ngon thơm. Đây. Nấu nắm này chưa được ăn bánh cuốn các bạn. Ăn liên tục luôn. Đây. Ăn cái này không để dây ra người các bạn. Để dây ra người là toàn mùi nước mắm á. Để sẽ cố gắng ăn cho nó hết. Đấy. Cứ một miếng là kèm với một cái ngọn rau thơm các bạn. Cái này uống được cả nước này các bạn. À. Dạo này đi chợ ít người uống rượu nhỉ chị nhỉ? Ừ, ngày xưa sướng cảm giác. Bây giờ là ra ngoài đường. Hôm qua đi chợ Công Ly còn bị thổi chứ. Hôm qua chợ chiều thứ hai ấy, chợ Châu ấy. Ở đấy. Đấy. Bây giờ là cứ đi ra ngoài đường là hay bị thổi nên không dám uống rượu như kiểu ngày xưa đấy các ạ. Ngày xưa thì có cảnh là uống rượu xong ngủ luôn ở chợ cơ. Nhưng mà bây giờ thì hết những cái cảnh đấy rồi.
cảnh mà vợ đi theo chồng mà chồng cứ đi nào đảo. Nhưng mà bây giờ ít gặp, người ta mua người ta mang về, cũng có người ăn, nhưng mà đa số thì mình thấy là người ta mang về người ta ăn đấy, mua cho gia đình. Người thì mua 10.000, người thì mua 30-40.000, người thì mua hàng cân các bạn. Nói chung là tùy từng người thôi. Như ví dụ như mình này, mình vừa ăn thì mình có thể là mua về nhà đấy, mình mua về nhà cho cháu ăn. Đấy, công nhận là hành của chị ấy làm mà ăn giòn ngon. Đấy, ăn này phải kèm lá rau thơm cả nhà, nhưng mà phải không quên chùi mép, bởi vì cái này nước mắm đấy nó dính lắm ạ, nó có mùi nước mắm. Này á, à, chợ giờ người ta đi làm hết rồi, thanh niên người ta đi làm xa hết rồi. Ví dụ có Châu là người ta đến ăn cũng đông đông một tí, hoặc là có khách du lịch, nhưng Châu không có là khách du lịch cũng giảm dần đấy. Đấy, ăn hết thơm ngon đến giọt cuối cùng nhớ các bạn nhá, hết rồi nhá. Đấy, không phải vứt tí nào đâu nhá, mà ăn hết rồi đấy. Nói chung là ăn 10.000 thì nó vừa phải, chứ ăn 20.000 thì không. Mình chắc là ăn được khoảng 3 đĩa, nhưng mà mình ăn gọi là đi ăn cho nó vui thôi. Còn mình mua mình mang về cho thằng cu ăn. Thôi, bây giờ để đi tiếp nha các bạn nhé. Đây à? Ôi nhiều này ăn làm sao hết. Còn cái này mang về nhé cả nhà nhé. Đây. Cái này là mình để hành riêng này, rồi nước mắm riêng. Chỉ cho rất là nhiều nhân này các bạn ơi. Nói chung là bánh cuốn chủ yếu là ngon ở nhân là 1 này, ở nước chấm là 2 này, đấy. Cái này mang về các bạn. Cái buộc chặt ạ. Đấy, khu vực ẩm thực các bạn. Đấy, khu vực có phở này, bánh cuốn này, và có cả thịt dê nữa. Mình vừa ăn xong nên bây giờ thì có lẽ là mình sẽ đi một vòng. Nói chung là chợ phiên bây giờ thì như lúc đầu mình chia sẻ, Châu thì họp vào chiều thứ 2 rồi, nên sang buổi sáng thứ 3 thì Châu đã bán gần hết và người ta cũng về. Thì điều đó chứng tỏ là số lượng người nó cũng giảm dần các bạn. Ngoài ra thì các thanh niên trong những độ tuổi lao động người ta cũng đi làm xa nữa, nên chợ vào cái mùa này thì nó cũng vắng. Đây, ở kia thì người ta bán rượu. Đấy, mình quay cho các bạn rất là nhiều rồi. Cái khu vực đấy là người ta bán rượu ngô. Đây là trong chợ. Đấy, trong cái khu vực này là chủ yếu là người ta bán quần áo người Kinh. Đấy, những cái mặt hàng thông dụng như là mì chính này, rồi cái xà phòng, rồi đấy, rồi dây gội đầu. Nói chung là những cái mặt hàng phổ thông. Còn bên này người ta cũng bán một số những cái túi du lịch, đồ thổ cẩm. Nhưng mà bên này người ta bán không nhiều những cái mặt hàng như là quần áo người Mông người ta bán ở một cái khu vực khác. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn sang khu vực đấy nhé. Ôi, sao?
Đây, rau dựa này, nhiều rau dựa nhỉ. Đây. Rau phát, rau dựa. Nặng không? Đây, rau dựa các bạn. 50.000, 60.000 thì em ạ. Những cái dụng cụ dao lao động, cào cuốc, dao phát, rất là nhiều xẻng. Ơ sau này có xẻng hình vuông nhỉ? Kia. Còn đây cái này. À, cái đây để xúc như kiểu xúc bùn nó dễ. Nói chung là đây là trên vùng cao những cái mặt hàng phổ thông rất là nhiều. Đây có chuông dê này các bạn này. Đấy. Ủa, cái này nó không kêu. Đây. Cái này mõ trâu, mõ dê, mõ bò. Người ta bán 10.000, 15.000, 50.000. Đấy. Cái này làm rất là đơn giản thôi. Đấy, một cái sắt hình hình bầu dục cái này, và trong có một cái sắt nó lung lay và gõ vào cái thành này thì nó kêu. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đây. Cái đấy thì buộc vào con trâu, con bò, con dê để nó đi đâu xa thì người ta tìm thấy nó dễ, nghe thấy tiếng của nó là nó dễ, chứ không lạc mất trâu, lạc mất bò thì tìm nó khó. Ồ, bé này bị sao ấy bà? Bé này ốm à? Cảm à hay là ốm? À, bà đang chữa bệnh cho bà cháu. Bác Hùng ấy. À. Thì mẹ hỗ trợ. À vâng. Thì để cho nó mới ăn, nó mới ăn cơm thì nó mới ngoan thì nó mới khỏe mạnh được. Vâng. Sao ta nhiều, ta mò thay ó, ta dùng, ta chi thay ó, ta phải thay ta dò, thay tỏ, thay ó, ta có chi thay ta. Ở đây thì bà ấy đang chữa bệnh cho cháu nhỏ. Đấy, bà đang cháu ấy hình như là kém ăn ấy, hoặc là bị cái gì đó mình hỏi chưa kỹ, nhưng mà thấy bác ấy đang chữa cho cháu nhỏ. Và bác ấy bán cả một số thuốc lam, cả thuốc đau xương, đau khớp, rồi dây thần kinh có hết, để cả dạ dày. Đây. Thuốc chữa uống để mắt sáng này. Đấy. Cái này gọi là thuốc lam các bạn. Người ta phơi khô hết rồi. Đây, chỉ việc mang về sắc nước để uống thôi. Đây. Thuốc bổ máu, thiếu máu, gầy người. Đây. Chữa bệnh trĩ, trị nội, trị ngoại. Đây, thuốc phụ nữ đây. Đây là thuốc rồi đây. Nói chung là bác ấy bán là một số thuốc để chữa. Bên này cũng vậy này các bạn. Đấy. Mình cầu ấy, lấy rau cầu vào mình pha một ông ăn. À. Bổng cạn, tốt lắm. Có nghĩa là cái đấy chữa bệnh đau bụng hả bác? À, có nghĩa là bác phải cạo mỏng nó cái thành bột bột ấy, xong rồi pha mật ong để uống. Thành bột đấy, mình phải lấy bột, mình để vào trên cái mình phải cầu thành bột. Lấy đó mình trồng ong, mình quấn vào cái bột này ăn. Chắc chắn rồi nhá. Chữa bệnh đau bụng. Làm sợ lắm. Cái này là chữa bệnh dạ dày đúng không? Chữa bệnh đau bụng. À, đau bụng. Mình bị cảm đấy. À. Bị cảm. Bị cảm ạ. Một lần thì bà ăn một
một cái này. Cái này bị cái gì? Xay à? Rắn. Là gì? Ăn mùn hà, ăn mùn nữ với thôi nó. Ăn mùn nó không khỏi thì... Tăng thêm. Căn phải bé thì nó... Mình nghe mùa hà, mùn đang ăn mùa hà. Ừ. Sợ nó xay thôi nha. Xay đây, mình ngủ thì nó... Chân tay nó cúng, cúng như thế thì lâu lâu mới khỏi. Vâng. Chỉ có ăn mùn nữ đấy nhá. Không được ăn nhiều nhá. Có một chút thì... Thì chị đi lấy về thì nó lúc nào bị cảm, ăn lúc nào bị cảm. Đó, đúng rồi. À, cái này là chữa bệnh cảm thì ạ? À, chứ là bác cứ dùng quá liều. Dùng quá liều. Và không khỏi được thì mình phải ăn nhiều vào. À, không khỏi thì ăn nhiều. Đấy, bác ấy chữa bán này rất là nhiều thuốc đây. Đau lưng, đau dây thần kinh, mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, thoái hóa cột sống. Có cả tiếng Mông, dịch ra tiếng Mông. Lấy cái này chắc chắn là cái này nó là nhựa, cái này tốt hơn. Cái này nó ăn quen rồi, giờ này thì nó bạc, giá thì bạc dần lấy mình. Ôi, chồng nó không qua cái này nhựa này. Có, nhưng mà có chỗ nào có một hộp nhựa, nhưng mà... Bác ấy mua thuốc ạ, chữa bệnh cảm. Bác bảo bác dùng hẳn một cái viên đấy, thấy kiểu cảm giác mạnh. Đấy, còn bác sĩ bác ấy bán này đang bảo khuyên dùng một lửa thôi. Nói chung là cái đấy thì mình cũng chưa uống bao giờ nên chưa biết các ạ. Đây thuốc ở đồng bào. Đấy, khu vực này người ta bán những cái mặt hàng thổ cẩm, những cái quà lưu niệm, rồi những cái túi thổ cẩm đây này, đấy. Để đựng tiền, đựng ví, đựng điện thoại. Đây. Đây. Những cái ví đựng đựng tiền. Đấy. Đấy, những cái túi thổ cẩm, ví thổ cẩm. Đấy. Đấy. Ở bên này là người ta cũng mua nhiều thuốc hết. Ồ, có cây gì kìa? Ở đây là mình thấy là anh ấy cầm một cái cây rất là đặc biệt. Mình xem một cái. Cái này không phải cây lông cu ly chứ? Không phải nhỉ? Nhưng mà có cái lông ở đây là nhìn à, không biết tên á. Nhưng mà chữa bệnh gì chị? À, sỏi thận đại tràng à? À, chữa sỏi thận đại tràng. Chắc cái này chỉ phơi khô đun nước uống thôi nhỉ? Bởi vì nó là cái khúc cây. Vẫn rượu. Ờ đúng rồi, ngâm. Đau dạ dày nên uống rượu nữa. Thì cũng nguy hiểm đi nhỉ. Nó như kiểu hệ cây dương sỉ ấy, đúng không? Đấy, đây này con lông này. Cái mầm của nó này. Đấy, cái này thì người ta bảo chữa dạ dày đại tràng các bạn. Cái này thì khô này thì nó tươi hoặc khô này thì mình đoán là chỉ có đun nước uống này hoặc là ngâm rượu. Một trong hai trường hợp đấy thôi. Ơ, tụi nó là cái gì quá nè. Đấy, như cái cây thuốc ở trên rừng các bạn. Nên là chắc lấy luôn túi đấy à? Tổng đấy bao nhiêu tiền chị? Hả? 90 à? À. Nhưng mà hôm nay bạn định mua về để ngâm rượu hay là để phơi khô? Mua về phơi khô dùng đến à. À. Tưởng về ngâm rượu ấy. Đấy, bạn ấy mua về để phơi khô để đun nước uống hoặc là ngâm rượu. Nói chung là phơi khô ngâm rượu được các bạn. Ôi, ở đây là bác ấy bán bánh này qua này. Đấy, bánh dày, bánh khúc. Đây là bánh khúc này cả nhà. Còn là đây là bánh dày. Đấy. Cái máy của mình bây giờ nó hơi bị trục trặc, các bạn thông cảm nhé. Đấy, nhiều khi mà quay cận cảnh. Đây. Đây.
sorry các bạn, quay lại cho các bạn xem. Đây, đây bánh khúc này, bánh dày này. Ở đây là người ta dán luôn. Dán thì cũng bằng tiền mà mua về cũng bằng tiền nhé. Cứ 5.000 một cái các bạn. Bác mua bánh à? Mua bánh à? Không biết ông bác đi đâu nhỉ? Chủ đi đâu ấy? Nó đi đâu ấy? Vừa thấy ngồi đây chạy đi đâu ấy? Chắc là đi tí về mà. Bác ấy đang định mua cái này nhưng mà ông chủ. Cái này 5.000 một cái mà. Đúng không nhỉ? Bác mua mấy cái? Bác mua mấy cái? Cháu bán cho. Vì cháu quen bác ấy mà. Cháu ngồi đây cho giữ tiền cho cũng được. Đây, để mình bán cho bác. Bác lấy cái màu nào? Bác lấy màu nào? Đây cho bán cho. Đây bác lấy màu nào cho lấy cho. Bác lấy màu này nhá. Màu này. Đây à? À cái đấy à? Và đợi cháu tí. Mình sẽ bán cho cô ấy. Cái này 5.000 một cái cháu biết mà. Vâng, ok. Đây, cháu quay tí đây. Đấy. Đấy, 5.000 một cái nhé. Đây, cháu mời cô đây. Anh cho. Rồi, thôi cô cầm về luôn đi. Cháu trả tiền cho. Đấy. Đợi tí mình đến đây. Mình tặng cô một cái cô ấy mua. Cô bán túi này bao nhiêu tiền một cái cô? 100 à? 100 à? À cháu không lấy, cháu đi chơi thôi không lấy. Cô đây còn gạ mình mua cái túi cơ. Kiểu cô ấy bán túi cho khách du lịch ấy. Đấy. Hay kiểu bán đi dạo xong gặp khách du lịch. Rồi đấy, cô ấy mua cái bánh này mình, thôi mình tặng cho cô ấy luôn các bạn. Không biết ông chủ ông đi đâu, chắc ông đi đâu chơi. Đây là bánh khúc nhá cả nhà nhá. Đấy, bánh khúc này. Bánh dày này. Nhưng mà có loại có nhân, loại không có nhân các bạn. Bác ấy bán ra rất là nhiều bánh. Không thấy ai mua nhỉ? Hôm nay ai hỏi mình sẽ tặng luôn cơ ạ. Hôm nay để người ta tự rác vào mua cơ. Mình sẽ mua, mình sẽ cho người ta luôn. Không biết là bác đi đâu. Chợ phiên thì càng ngày càng đông các bạn. Tại cái thời điểm bây giờ thì mình nghĩ là đông nhất rồi. Còn tí nữa lắng thì người ta cũng về. Đấy. Còn bên này là người ta bán sâm đương quy. Cái loại nhỏ, loại 15, loại cú bé. Cái loại này chỉ yếu để ăn thôi các bạn. Đấy, ngâm rượu thì cũng được thôi nhưng mà nó bé quá thì nhìn bình nó không đẹp. Bên này là người ta bán thuốc. Những cái thuốc rất là nhiều loại. Đây là người ta bán ngô này các bạn này, ngô. Rẻ mà cho thử thoải mái đúng không? Đây, ngô nhiều không? Ngô lếp các bạn. Đấy rất là ngon, nhìn cái bắp rất là to nữa. 10.000 một túi à chị? 10.000 một túi là có 4 bắp. Ở khu vực chợ phiên chúng ta đang đứng ở trong chợ Cốc Ly nhé các bạn nhé. Giáp với đầu cổng khá là đông. Người ta bán ngô rồi bán những thảo dược. Nhưng mà thảo dược ở đây ít nên mình không quay nhiều nữa. Bây giờ thì mình sẽ sang khu vực đồ người ta bán quần áo người Mông mình quay chia sẻ cho các bạn. Còn đây là những cái hàng mỹ ký này. Những cái đeo chìa khóa rồi những cái vòng đeo cổ. Đấy. Cái này không phải là bạc đâu nhá các bạn nhá, bằng inox ấy. Nó sáng. Ngày xưa mình cũng bán đồ mỹ ký như thế này này. Đấy. Những cái, ví dụ những cái này là mình bán là 20.000 một cái này. Đấy. Nó bằng inox và nó cũng rất là lâu rỉ các bạn. Lâu hỏng. Thật ra là inox hình như nó pha cả gì nữa. Nếu mà bằng inox không thì nó sẽ không gì.
Nhưng mà chắc là pha cái gì nữa nên là một thời gian nó sẽ bạc màu và gì. Đấy. Những giày giả bạc nhìn rất là đẹp. Nói chung là gọi là hàng mỹ kim. Còn ở bên dưới này người ta bán những cái ví đựng tiền. Rồi đây là cái thuốc nhuộm tóc. Đấy. Nhuộm tóc. Keo. Đấy. Rồi. Chúng ta lại ra ngoài cổng này các bạn. Đấy, chúng ta sẽ ra ngoài cổng xem có gì không nhá. Ngày hôm nay thì buổi sáng mát nhưng mà bây giờ này bắt đầu lắng. Rồi chúng ta ra ngoài cổng xem có gì không. Hình như là ở dưới đây là có cả chợ chim nhé các bạn nhé. Mà không biết là bây giờ là còn không. Ôi bác này bán nhiều cái cây dây bổ máu chưa này. Bác ấy đang đếm tiền. Nhiều tiền quá đây các bạn này. Đấy, đây dây bổ máu này các bạn này. Đấy. Đấy. À, dây bổ máu còn có cả khúc bổ máu nữa. Đấy, khu vực này người ta bán cá rau phi à. Ý, cá. À, con này vẫn sống này. Phi, kì kìa này, chép kìa. Còn chép kìa các bạn. Ở đây là người ta bán cả chuối. Không biết chuối gì mà bé đấy nhỉ. À, đây là chuối phấn. Ý. Lâu lu là bao nhiêu tiền cô? Lấy 4 nải. À 4 nải à? Mình không hiểu tiếng Mông nó nên khó hiểu vậy. Ai bảo y bảng, ông y bảng. Y bảng. Chi chung, chi chung. Chi sao không? Đấy, các bác nói tiếng Mông là ví dụ lải vài bao nhiêu tiền hoặc là mua bao nhiêu lải đấy. Hôm nào chắc là mình phải học khóa đào tạo cấp tốc đi để đi còn biết được ạ. Ngan. Ngan này thì người ta bán là 100.000 một cân hơi này các bạn này. Quẹt 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 cả gà nữa. Đây con giống, gia cầm giống các bạn. Gà vịt, ngan. Đây. Rất là nhiều. Đây gọi là con gia cầm đấy. Thường thường là 25 đến 28.000 một con các bạn. Đây, đây là những cây giống này. Đấy, những cây ở đây thì nhiều loại cây lắm. Cây ăn quả, cây bóng mát, cây vú sữa. Cái màu này là cây vú sữa kìa. Đấy, cái lá này các bạn này. Đây. À, vú sữa này anh nhỉ, đúng không? Tàn cây ăn quả mấy cây bóng mát đây. Cây ăn quả, cây nông nghiệp. Cây nông nghiệp. Hôm nay bán được nhiều chưa anh? À, cũng được một số. Đấy. Xe này một đống luôn các bạn. Cây chanh. Rồi cây cây này cây gì nữa quên mất rồi. Bạch đàn. Bạch đàn đấy, cây bạch đàn, cây chanh. Đấy. 3.000 cây. 3.000 một cây. Còn cây cây giống về người ta trồng ở trên đồi. Chanh nhiều nhỉ? Quất. À, đây là tàn chanh đấy chứ. Không phải quất. Ờ, nhiều nhỉ. Ôi còn 2 tầng các bạn. Trên kia còn tầng nữa kìa, nhiều chưa? Ổi này. Cái ổi này nếu về thường thường một cái ổi này thì nó bé như này thì trồng khoảng 1 năm có quả nhỉ? Có quả luôn đấy. Có quả luôn nhỉ. Bởi vì cây này là người ta ghép mới chiết ấy. Ghép nó nhanh. Người có nghĩa là cái cây của nó ban đầu nó đã có quả rồi, xong bây giờ là người ta ghép cái cành cái mầm vào. À cây giang. Cây giang để trẻ lạt đấy nhỉ đúng không? Giang là lấy lá. À lấy lá. Lá quay bánh à. Không phải có lá xuất khẩu. Cây giang, lá mềm mại. Mình chưa nhìn thấy cây này bao giờ. Chưa nhìn thấy cây to nó như thế nào. Cây to có bằng cái gì không? Bằng búi ấy.
búi á. Thì đã thấy đâu. Được, cũng chưa nhìn thấy đây, cũng chưa nhìn thấy. Cái răng bao giờ? Răng nhìn răng này, răng lên lá. Nghe tên thôi. Mình nghe tên răng này mình cứ tưởng là cây để lấy lạt đấy nhỉ? Để chẻ lạt đấy. Lạt thì còn gì nữa mà. Như anh bảo là để lấy lá. Lấy lá thì cái răng lạt thì lấy lá cái gì. Cũng là loại này à? À thì cái cây người ta bán ở chợ bằng cổ tay này. Hoặc là cái to nó cũng bằng cái này này, đây. Ôi, bằng cả cây xoan à? Ô. Trừ mỗi cây anh túc đi đúng không? Cây ATM bán chứ. Ờ cây xoan này. Đấy. Cũng bằng cứ bằng tặng đi một cây thôi. Ba cái em mua được một số quả dưa rồi sạt phòng đấy. Đây là bà con đi chợ mang những cái gùi đi để đỡ phải cầm tay để xách, để gùi cho nó nhẹ đấy, không phải vác các bạn. Có cái đồ gì thịt thủng cho hết vào trong này. Như chị này không có gùi này. Chắc là có em bé này không tiện mang gùi bởi vì là đang thỉnh thoảng là bé nó còn bắt địu nữa. Không biết là bây giờ là có chợ chim không nhỉ? Ở dưới này là có chợ chim nhé các bạn nhé. Mình sẽ xuống xem là có các bác nào chơi chim không. Chắc là vẫn còn đấy các bạn. Mình sẽ cố gắng quay chi tiết cho mọi người xem. Xe gỗ người ta để ở đây rất là nhiều. Ô sao anh này đỗ xa thế? Xe người ta đỗ, mình bán ở tận đây. Cây giang à anh? Đây, giang này các bạn này, ấy mầm này. Đây, cây giang giống. Giang để chẻ lạt và lấy lá bán đấy. Hoặc là trồng lấy lá cho trâu, cho bò ăn được ấy. Đây, nhìn lá là tốt này. Cây giang. Mình cũng chưa lên đồi nhìn cây giang bao giờ, thấy người chợ người ta bán nhiều ấy. Nên là mình chưa nhìn thấy cây búi tận nơi. Bởi vì là mình ở thành phố nên cũng chưa nên. Cái đồi nhà mình thì có đồi nhưng mà không có cây giang. Có cây lứa, cây tre thì có đấy. Wow, khu vực chợ chim. Lâu lắm rồi chưa vào đây các bạn. Chúng ta sẽ vào đây một tí nhá. Ở đây thì nghe phong phảng qua thì thấy tàn chim mi đấy các bạn. Ấy hai con này thuần nha, nó hot. Đây, con này con mái đấy. Nó vừa kêu. Đấy các bạn nhìn nó núc nó hót lên, nó xù lên cái bộ lông người nó rất là to, ngực nở các bạn. Đấy. Có mái phát nè. Già chim này ạ. Các loại nó biết hót hết. À, có nghĩa là nó bắt được nhiều tiếng giọng, nhiều tiếng. Già gáy này. À. Cách cà cà này. À. Các loại. Đấy, cái ngực của nó lở đẹp. Ví dụ con này khoảng bao nhiêu tiền vậy? Dạ, con này tầm khoảng nếu thuần rồi bao nhiêu tiền? Chắc phải 7-8, không 4-5 triệu là gì hơn? Thế thôi, 4 triệu, 5 triệu. Em nghĩ phải tầm 7-8 triệu ấy. 7-8 triệu nó phải đánh được với nhau về chục phút. Đánh suất. Đây là chim hót. Chim hót ạ? Chim hót, đánh chắc vẫn đánh nhưng mà không biết nó có cứng được không, vừa mua được. Vừa mới mua về, cái má nó không có vết đen ấy. Con của em là chim nó đánh nhau. Nó không hót mấy. Không cần hót mà cần chọi. Ui ui trong lòng. Nó không phải là nó sợ mà nó cứ soi tìm chim, tìm đối thủ. Ở đây có một con cái nó kích trống này các bạn này. Các chú thi nhau hót. Đẹp. Con này để nhà xây nha, từ tầng 1 đến tầng 4, tầng 5. Kiểu nó vang, tầng nhà xây nó vang các bạn. Ôi con này nếu có con mái nó chọi nhau kia.
còn mãi nó có còn mãi nữa thì hết được rồi. Chín một con. Đẹp chưa? Chính xác là không được mà con này. Sao này? Không phóng được mà, phóng được. Quá thuần. Chưa thuần mấy là nó vẫn sợ này. Chim ta thì cái ca này nó tiếp này. Đấy, các bạn đi chợ phiên thì các bạn có thể là nghe thư giãn bằng tiếng chim. Và đa số ở đây thì mình thấy là chim mi này. Chà mào thì mình chưa thấy đâu nhưng mà mi thì nhiều lắm. Đa số là các bác ưa chuộng cái chim mi sao ạ? Đây là người ta đang cho nó ve. Người như kia là người ta gọi là có điện, có điện. Đấy, nó vẫy cánh này. Nó ve các bạn. Một cái khu vực khá là độc đáo nhá các bạn nhá. Rất là đặc sắc. Ở đây thì người ta bắn cả chim giống nữa. À quên, chim mọc. Chim mọc các bạn, đây. Rồi, bà ừ. Tha hồ chọn. Đưa đi. Ủa con này to nhỉ, con này người to thế. Đây. Chúng ta phóng gần xem con này to không nhá. Đây là một trong những cái món ăn tinh thần. Đấy. Rất là phong phú, rất là đặc sắc, rất là ấn tượng. Đấy, đến đây thì các bạn tha hồ nghe tiếng chim các bạn. Ở trên kia lại kia. Mình thì ngày trước mình có nuôi. Nhưng mà dạo này đi suốt này là không nuôi nữa các bạn. Đấy. Ở đây là người ta làm những cái cọc để treo lồng chim nhé. Để cho nó giao lưu. Và đến đây thì không phải... Không nhất thiết là các bạn phải để bán, mà đến đây thì người ta giao lưu rồi cho chim nó thuần, rồi có thể là trò chuyện tìm hiểu về chim, rồi nói chuyện về chim. Nói chung là những cái gì về chim thì người ta sẽ ví dụ khen con chim này đẹp, rồi nó có thuần hay không, hoặc là nó có chịu hót hay không. Nói chung là còn rất là nhiều vấn đề các bạn. Đấy, một cái khung cảnh chợ phiên miền núi vùng cao. Đấy, trên kia là những cái quả đồi này, rồi... trên dưới này thì người ta treo những cái lồng chim. Đấy, rất là mộc mạc giản dị nhá các bạn nhá. Đây. Đây. Là dân đây thôi. Này mua mấy con trâu, hết trâu rồi. Hết trâu rồi, đi muộn này, hết trâu, trâu họp từ chiều hôm qua rồi. Buổi chiều hôm qua họ em đến đây là đông lắm rồi. Ừ. Không, bây giờ này vẫn còn ít thôi, còn khoảng chục, 20 con thôi. Mấy con nữa cho đủ chuyến. Giờ thì xe nó vẫn chưa đủ. Đây, có một số bà con đã đi chợ về rồi đây. Trên tay xách những cái túi thức ăn, rồi hoa quả, rồi quần áo. Đấy, bánh rán à? Đấy. Chạy. Đấy. Đi chợ chơi cùng bố mẹ. Mua cho đồ. Thôi, bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ lên trên này. Đi lên cổng chợ cũ. Và video của mình chia sẻ đến đây thì cũng khá như là hầu như là hết chợ rồi các bạn. Các bạn yêu quý mình thì cho mình xin một đăng ký kênh, một like. Để ủng hộ tinh thần đi quay các bạn. Kênh nó còn nhỏ nên rất rất cần sự động viên của mọi người.
Xin chào và hẹn tạm biệt nhé.